Tôi cho ông biết, hết hôm nay thôi, tôi sẽ là cổ đông lớn nhất của WE. Tôi cũng đã sắp xếp cho ông và vợ đi Tây Ban Nha du lịch rồi. Đợi lúc hai người trở về đây, WE và nhà họ Kỷ đã không còn giống như bây giờ nữa. Thực ra tôi không muốn tuyệt tình tới như vậy đâu. Ông vẫn có thể là người cha tốt, tôi cũng là con gái ngoan của ông. Là ông, chính ông đã biến tất cả mọi thứ trở nên như bây giờ. Tuy rằng tôi không phải là con gái ruột của ông, nhưng mà ông đã nuôi tôi hơn 20 năm nay. Vậy mà ông lại muốn báo cảnh sát bắt tôi sao? Kỳ Bách Quân, ông nhìn đi, ông nghe tôi nói cho rõ đi. Vì ông không coi tôi là con gái, vậy nên đừng trách tôi. Kỳ Trí Trân, thì ra là cô. Sao cô lại dám làm ra những chuyện này với chú Kỳ? Sao cô lại độc ác như vậy chứ? Đúng, tôi độc ác đó. Vậy cô thì sao đây Lưu Hân Đồng? Cô cho rằng cô là thiên sứ hay là thánh nhân? Cô chỉ là một con hồ ly tinh mà thôi, lừa dối tình cảm của anh tôi, rồi còn cướp người đàn ông của tôi. Cô là người phụ nữ kinh tởm nhất thế giới này. Cô mới chính là người kinh tởm nhất đó. Cô làm ra chuyện như vậy với người đã nuôi dưỡng cô hơn 20 năm trời. Cô có phải là con người không vậy hả? Lưu Hân Đồng, cô đồng ý với tôi sẽ giữ kín bí mật này mà. Bà tự coi mình đi, coi con gái bảo bối của bà đã làm ra chuyện gì kìa. Bà đang giúp người xấu làm chuyện ác đó. Nói thế nào đi nữa, cô cũng không thể nuốt lời. Tôi cũng nuôi cô hơn 20 năm, cô đừng quên đó. Được, tôi đồng ý, tôi sẽ không nói gì hết. Bây giờ tôi muốn ở một mình với chú Kỷ. Các người ra ngoài có được không? Được không hả? Con đã kêu mẹ đuổi cô ta đi rồi, sao cô ta lại quay lại đây? Nó sẽ không nói ra đâu, con cứ yên tâm đi Trí Trân. Mẹ con làm sao con yên tâm được chứ? Trừ khi... Sao vậy con? Con là đứa con gái duy nhất của mẹ, đúng không? Mẹ bất chấp tất cả giúp con được chứ? Được rồi, như vậy cho dù cô ta có nói gì, mẹ cũng phủ nhận hết, có được không? Chỉ cần mẹ phủ nhận, cho dù cô ta có nói gì thì mọi người cũng không tin đâu ha? Nhưng mà mẹ phải làm như thế nào? Mẹ cứ nói là cô ta đã nói dối. Tiếp đó là cô ta bịa ra những chuyện tầm xàm này với mục đích là muốn lừa gạt lấy tài sản của nhà họ Kỷ, được không mẹ? Chỉ cần qua hôm nay, con sẽ nhận được tất cả những gì vốn dĩ thuộc về con. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể khôi phục lại quan hệ mẹ con. Mẹ hiểu chứ? Chú Kỷ à, chắc dạo này chú ăn không được ngon miệng có đúng không? Không phải chú đã nói với cháu sức khỏe là thứ quý giá nhất, vì vậy phải ăn uống đầy đủ. Cháu còn nhớ ngày trước khi còn làm việc ở công ty, từ sáng cho tới tối chú bận bịu công việc, không lúc nào rảnh tay. Nhưng mà bây giờ tốt rồi, chú coi chú đã có thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống thật đầy đủ, có nhiều thời gian bên phu nhân, phải không chú? Chú Kỷ à, cháu
cháu sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. Nhưng mà chú không cần phải nhớ cháu đâu ha. Bởi vì cháu biết rằng giờ chỉ cần chú nhớ tới cháu là sẽ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cho nên chú chỉ cần tỉnh thoảng nhớ cháu là được rồi. Chú Kỷ à, bình thường chú vẫn rất chỉnh chu. Để cháu vào phòng lấy lượt chải đầu cho chú nha. Chú Kỷ à, chú có biết không, mẹ của cháu, à không phải, tóm lại bây giờ cháu cũng không biết bà ấy là gì của cháu nữa. Khi cháu còn nhỏ, cháu hay chải tóc cho bà ấy lắm. Những kiểu tóc hàng ngày của bà ấy đều do cháu chải đó. Cháu thường hay nghĩ thầm, nếu như có một ngày cháu cũng gặp được ba của cháu thì cháu nhất định sẽ chải cho ba một kiểu tóc đẹp nhất trên thế giới này. Chú Kỷ à, cháu có thể gọi chú một tiếng ba được không? Ba, con và anh Diệu Nam sắp phải rời khỏi đây. Con xin lỗi, con không thể ở bên ba nữa. Ba nhất định phải giữ gìn sức khỏe, nhất định phải khỏe mạnh. Kỷ phu nhân, cháu đi đây. Đi đi. À, luật sư Trần anh tới rồi hả? Có mang thư chuyển nhượng tới hay không? Đương nhiên rồi, toàn bộ đều ở đây hết. À, cảm ơn anh, mời vào trong. Dạ. Nè. Nè, cô còn ở đây làm cái gì nữa hả? Còn không mau đi đi. Trí Trân, Trân Vũ, cả nhà chúng ta đều có mặt ở đây. Và mẹ đã suy nghĩ rất kỹ. Mẹ định chia toàn bộ cổ phần WE của ba mẹ cho Trân Trân và giới thiệu nó làm chủ tịch, người phụ trách sự vụ nội bộ của công ty. Con có đồng ý không? Mẹ, con cảm thấy con không thích hợp lắm. Hay là vậy? Anh à, anh làm đi ha. Anh không hợp đâu. Con thích vẽ tranh, mẹ cũng biết mà. Bây giờ con đã như vậy là càng không thích hợp nữa. Nếu Trân Trân đồng ý thì hãy làm cho tốt. Vậy là tốt nhất, con nên đồng ý. Nếu như đã nói vậy rồi, vậy con cũng không có ý kiến gì hết. Tốt lắm, bà con cũng đồng ý rồi, phải không anh? Luật sư Trần à, chúng tôi có thể bắt đầu ký rồi.
Không được ký. Sao cô lại tới đây? Cô lại muốn gây chuyện gì nữa đây hả? Cô biến ra ngoài cho tôi. Trưng Trưng, cô bỏ tôi ra. Trưng Trưng, đừng kể cô ấy nữa. Đi ra ngoài, tôi không nói. Dù các người có coi tôi là người như thế nào, tôi cũng phải nói. Chú Kỷ bị biến thành như vậy đều là do Kỷ Trí Trân hại đó. Kỷ Trí Trân không phải là con gái của bà. Cô nói bậy bạ cái gì vậy? Nó là con ruột của tôi, sao có thể không phải là con gái của Kỷ gia chứ? Cô ta không phải là con gái bà. Cô ta là con gái của Ngô Xuân Anh. Em nói sao chứ? Hân Đồng à, Trân Trân là con gái của dì Ngô sao? Vậy lẽ nào em mới là con gái của Kỷ gia? Chẳng trách hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Mọi người đừng có tin cô ta. Cô đang nói bậy bạ cái gì vậy hả? Mấy chuyện nhảm nhí này là sao đây? Rốt cuộc cô muốn nói cái gì hả? Cháu biết dì sẽ không thể tiếp nhận chuyện này, cũng sẽ không giận cháu. Nhưng không sao hết, cháu vẫn phải nói ra. Cháu nhất định phải cho mọi người biết Kỷ Trí Trân rốt cuộc đã làm những chuyện gì. Cháu không muốn để cô ta tiếp tục làm chuyện gì hại tới mọi người nữa. Ủa, sao nhìn không giống em vậy anh? Đúng vậy hả, có chút không giống đó. Ý, dì Bảo à, khóa bình an của bé sao không thấy nữa vậy? Cô nói đủ chưa Lưu Hân Đồng? Cô đúng là không biết xấu hổ mà. Cô nói tôi không phải là con của mẹ tôi. Bịa đặt. Thiệt uổng công ba tôi đối xử tốt với cô. Cô đúng là lòng lan dạ sói vô ơn mà. Hả? Không tin thì hỏi bà ta đi. Bà nói đi, rốt cuộc là thế nào đây? Mau nói đi. Bà nói đi. Nói đi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nói hết sự thật ra đi. Bà nói đi. Nói. Sự thật đó là... Bà mau nói đi. Nói thật đi chứ. Hân Đồng, lời nó nói đều là giả hết. Tôi là mẹ của nó. Nó là con gái của tôi. Nó kêu tôi giúp nó lừa mọi người là tại vì, là vì nó muốn có tiền của mọi người. Được lắm Lưu Hân Đồng, quả nhiên là cô muốn tiền của nhà chúng tôi. Uổng cho ba tôi đối xử tốt với cô như vậy. Cô đúng là cái đồ vô ơn mà. Hoang đường quá. Sao cô có thể làm ra những chuyện như vậy được hả? Loại người giống như cô, tôi nhìn cô thêm một giây thì thấy bẩn mắt thêm một giây. Bước ra khỏi nhà tôi đi. Mẹ, Hân Đồng không phải là người nói dối đâu. Chuyện này nhất định có hiểu lầm. Hiểu lầm? Tới cả mẹ ruột của nó còn không giúp cho nó thì hiểu lầm cái gì nữa. Sớm đã biết cô ta chẳng phải loại tốt đẹp gì mà. Kỷ phu nhân, nếu như bà đồng ý, chúng ta có thể dựa vô tội bịa đặt để khởi tố cô Lưu đây. Không không không, không được để Hân Đồng ngồi tù. Nó không thể nào. Được rồi, được rồi, đừng có nói tới chuyện đó nữa. Thứ đồ nói dối bịa đặt xấu xa, biến đi. Nhà họ Kỷ chúng tôi không quan nghênh cô. Biến, mau biến ra ngoài. Biến mau. Không cần cô phải đuổi tôi, tôi tự đi được mà. Đúng là xấu xa. Nó đi đến đâu á là tai họa đến đó mà. Thôi được rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Bách Quân à. Bà
Ba làm sao vậy? Bạch Quân à. Ba. Bạch Quân à. Ba anh bị sao vậy hả? Bạch Quân à, anh có sao không? Vẫn không ai bắt máy hả? Nó có thể đi đâu được chứ? Diệu Nam à, trước đây nó từng nói với tôi là hai người đã từng cùng nhau tới An Châu. Vậy thì tôi đã gọi rồi nhưng mà không có. Tôi đã tìm tất cả những nơi tôi và cô ấy từng tới nhưng không có. Đi đâu chứ? Những nơi cần tìm chúng ta đã tìm hết rồi. Với tình hình hiện nay, cô ấy không muốn để chúng ta tìm được, nên nhất định cô ấy sẽ không tới những nơi chúng ta biết. Vậy cho nên chúng ta có thể để cô ấy suy nghĩ thật kỹ, rồi tự cô ấy sẽ suy nghĩ lại thôi. Nếu như một người họ quyết tâm muốn trốn thì sẽ không để người khác tìm thấy đâu. Em nói đúng không? Mọi người không nên tìm nữa. Không được. Lợi Diệu Nam à, cậu như vậy không khác nào lao vô chỗ tối. Như vậy cũng không phải là cách hay đâu. Âu Dương Triệt nó cũng không có sai. Nếu Hân Đồng thực sự cố tình muốn trốn tất cả chúng ta thì sẽ không thể tìm thấy đâu. Tôi mặc kệ cô ấy quyết tâm trốn chạy hay không, tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy. Tôi thật không thể nào ngờ được thân thế của Hân Đồng lại rắc rối như vậy. Con bé lại là tiểu thư nhà họ Kỷ. Chúng ta đều không thể nào ngờ được cô ấy lại bị chính người mà mình gọi là mẹ hai mươi mấy năm làm tổn thương. Nếu như đó là em, em cũng muốn trốn chạy. Chị đừng nghĩ nhiều quá, chị đừng nóng vội ha. Rồi cô ấy sẽ quay về thôi. Hân Đồng, rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu?
Nhưng con không có bằng tốt nghiệp, làm sao tìm được việc chứ? Bằng tốt nghiệp thì làm được gì chứ? Con làm bao nhiêu công việc như vậy? Nuôi mẹ hả? Chuyện nhỏ không thành vấn đề, nhất định sẽ có của ăn của để. Mẹ đã sinh con ra, nuôi con khôn lớn, con làm việc giúp mẹ không phải là lẽ thường tình hay sao hả? Không phải người ta thường hay nói mẫu tử phân ly sẽ giống như cái cây bị bóc vỏ ra vậy đó. Cho nên chúng ta mãi mãi sẽ không rời xa nhau, mãi mãi là người thân nhất của nhau. Xin lỗi con Hân Đồng. Đẹp lắm đó, hình như hơi rộng thì phải, còn ốm quá đó, phan nhiều vô. Không sao đâu mẹ, con khỏe lắm. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Hân Đồng, thời gian gần đây mẹ hơi nghiêm khắc với con, con đừng trách mẹ nha. Hân Đồng, lời nó nói đều là giả hết. Tôi là mẹ của nó, nó là con gái của tôi. Nó kêu tôi giúp nó lừa mọi người là tại vì, là vì nó muốn có tiền của mọi người. Sáng đi. Trân Trân, sao con lại mang bữa sáng lên đây vậy? Mẹ, đây là lần đầu tiên con xuống bếp, mau nếm thử đi. Con tự làm hả? Sao tự nhiên con lại muốn làm bữa sáng cho mẹ vậy? Mẹ, con lớn như vậy rồi nhưng chưa bao giờ làm bữa cơm cho ba mẹ. Hôm qua mặc dù Lưu Hân Đồng rất đáng ghét, nhưng mà cô ta làm con hiểu ra một chuyện. Con có được ba mẹ, con là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng mà con chưa bao giờ làm được chuyện gì cho ba mẹ hết. Vậy cho nên hôm nay con đã dậy sớm, là bữa sáng này nè. Con thật là ngốc. Con có biết không, cho dù con như thế nào, cho dù người khác có nói gì, con mãi mãi là đứa con gái cưng của mẹ. À, mẹ vừa kêu luật sư Trần mang thêm một bản chuyển nhượng cổ phần tới đây. Bây giờ chúng ta hãy mau ký tên để con có vị trí vững chắc trong WE, đồng thời không để cho ai dựng chuyện thêm nữa. Không được đâu mẹ, con nghĩ vẫn chưa được, nên được. Con à, không cần nói nữa, mẹ đã quyết định rồi hả? Đây, ký tên vào đi. Đây nè, mau lên. Được rồi. Ồ, Kỳ tiểu thư, đã vội vã ngồi trên vị trí này rồi sao? Từ bây giờ tới lúc tập đoàn WE đổi chủ vẫn còn lâu lắm đó, đừng có quá vội như vậy chứ. Bây giờ tôi không cần anh giúp nữa. Cô nói sao hả? Tôi nói tôi đã không còn cần anh giúp nữa. Tôi bây giờ đã là cổ đông lớn nhất của WE, anh có thể rút lui được rồi.
Kỳ Trí Trân, sao đây? Muốn qua cầu rút ván hả? Cô cho rằng Lợi Thừa Tuấn tôi là loại người gì? Cô nói cần tôi thì tôi tới, cô muốn tôi đi thì tôi phải đi sao? Nói tôi qua cầu rút ván, Lợi Thừa Tuấn, con sông này tôi còn chưa đi hết, suýt chút nữa đã bị anh kéo xuống nước rồi. Ý cô là sao hả? Lợi Diệu Nam lấy được báo cáo ADN từ chỗ của anh. Anh ta nhận Lưu Hân Đồng muốn hại tôi thân bại danh liệt. May mà tôi nhanh trí đó. Lấy được báo cáo ADN từ chỗ của tôi sao? Sao lại như vậy được chứ? Ai mà biết. Tôi cũng không muốn biết. Lợi Thừa Tuấn, anh cũng chỉ làm được tới mức đó thôi. Còn những việc sau này anh không cần quan tâm. Kỳ Trí Trân, cô đúng là người vô liêm sỉ đó. Anh nói tôi vô liêm sỉ? Thực ra trên đời này, thứ quan trọng duy nhất phải nghĩ tới chỉ là bản thân mình thôi. Đây là anh dạy tôi. Bộ anh đã quên rồi sao? Đúng, là tôi dạy cô. Nhưng không ngờ Kỳ tiểu thư lại quá thông minh, học được nhanh như vậy. Chưa được bao lâu, cô đã dùng chiêu này với chiến hữu tốt nhất của cô rồi hay sao đây? Lại Thừa Tuấn, thiếu chút nữa là tôi cười rụng răng với anh rồi đó. Chiến hữu à, ở đâu ra chiến hữu vậy? Không phải là tôi lợi dụng anh thì cũng bị anh lợi dụng thôi. Ngày trước thì anh lợi dụng tôi, bây giờ tôi cũng lợi dụng lại anh. Anh nên mau chóng kết thúc tất cả mọi chuyện đi là vừa. Tôi sẽ cho anh một vị trí nào đó ở công ty này. Còn nếu không, anh tự mình cuốn xéo đi ha. Kỳ Trí Trân, tôi cho cô biết, nếu như lúc cô cần tôi có thể giúp cô, vậy thì lúc tôi muốn thì tôi cũng có thể hủy hoại cô. Được, vậy thì cứ đợi coi thử. Người nắm quyền lực chủ tịch của WE như tôi lớn, hay là người có khả năng nhẫn nại nhưng chẳng có gì trong tay lớn hơn đây? Lợi Thừa Tuấn, coi bộ mặt đắc chí của anh. Cho dù tôi cho anh 3 phần cơ hội, anh cũng không thể lật được thế cờ đâu. Tốt nhất dừng lại sớm đi. Nếu không thì anh sẽ không đơn giản chỉ bị đuổi ra khỏi WE này thôi đâu. Cánh cửa nhà tù đang mở đợi anh đó. Được rồi, anh có thể ra ngoài. À đúng rồi ha, sau này đừng gọi tôi là Kỷ tiểu thư nữa. Từ giờ gọi tôi là bà chủ tịch đi. Mẹ! Mẹ! Sao vậy con trai? Ở đây còn có một tài liệu vô cùng quan trọng. Mẹ có nhìn thấy không vậy? Không có. Trước giờ mẹ đâu có đụng vô đồ đạc của con. Chắc chắn là con nhỏ họ Bùi đó rồi. Chỉ có nó mới có chìa khóa nhà thôi. Sao rồi hả? Tìm thấy chưa? Vẫn không có tin tức gì hả? Vậy báo cảnh sát đi, không thể cứ chờ đợi như vậy được. Người thành niên mất tích phải sau 48 tiếng thì cảnh sát mới thụ án. Vậy phải làm sao đây? Tôi đi tắm trước đây. Sau đó sẽ đi tìm tiếp. Anh ấy đã mất cả ngày để tìm rồi, giờ vẫn còn muốn tìm nữa sao? Làm sao mà tôi biết được? Thank you.
Anh Quách nè, tôi không cần biết anh dùng cách gì, anh phải dùng tốc độ nhanh nhất đào rỗng tập đoàn WE. Ôi trời, lúc đầu không phải nói là từ từ hay sao đấy? Lấy ra một số tiền lớn kiểu đó, chuyện này rất dễ bị phát hiện. Bây giờ không lo được nhiều như vậy nữa, tôi cho anh biết, nếu như bây giờ tôi không đào rỗng WE thì sau này không có cơ hội nữa đâu, biết chưa? À, được được được. Nói máy cho tôi với bộ phận tài vụ. Trân Trân, con tới tìm mẹ. À, hôm nay mẹ có mua cho con món bít tết mà con thích ăn nhất nè, mẹ làm cho con nha. À, không cần đâu, bà thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị đi. Đi? Đi đâu? Con nói thiệt với Kỷ phu nhân rồi hả? Con muốn đi cùng với mẹ phải không? Được được được, tốt quá rồi, mẹ lập tức thu dọn đồ đạc liền. Trân Trân à, xong rồi, chúng ta đi đâu đây hả? À, nè, đồ đạc của con đâu? Sao hả? Đồ đạc của con đâu rồi? Chúng ta đi như thế nào? Con lái xe đi bà hay là đi? Tôi không đi. Mẹ đi. Con không đi. Mẹ đi làm gì? Con không phải là con đang giỡn với mẹ chứ? Mẹ của tôi chỉ có một người duy nhất là Từ Phượng Minh. Bà đừng tự dối mình dối người nữa. Mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt bà. Trân Trân à, nhưng mẹ mới là mẹ của con mà. Buông tay ra. Trân Trân, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Mẹ giúp con giấu Kỷ phu nhân, đợi tới sau khi con lấy được cổ phần rồi, mẹ con chúng ta sẽ nhận nhau. Con đi với mẹ đi Trân Trân. Tôi đã nói rồi, tôi không phải con gái của bà. Bà đừng ngây thơ như vậy nữa có được không? Mở mắt ra nhìn cho kỹ đi. Từ nhỏ tới lớn tôi đã lớn lên ở đây. Ba của tôi là đại gia lớn nhất nhì ở tỉnh Giang Thành này. Mẹ của tôi là quý bà từng sống trong vinh hoa phú quý. Ngay cả bạn bè của tôi, không phải con ông lớn thì cũng là người giàu có. Tới cả người giúp việc nhà tôi cũng ăn mặc rất chỉnh tề. Tôi không hiểu cái gì gọi là nỗi khổ của dân gian, mà cũng không muốn biết. Càng không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với loại người như bà. Nhưng mẹ là mẹ của con. Con chính là máu thịt của mẹ. Con không thể đối xử với mẹ như vậy được. Đủ rồi, không cần nói thêm gì nữa. Mỗi lần tôi nhìn thấy mặt bà, tôi chỉ cảm thấy nhục nhã, cảm thấy xấu hổ mà thôi. Chỉ cần tôi nghĩ tới tôi được sinh ra từ trong bụng của bà là tôi đã thấy ghê tởm lắm rồi. Bà còn hy vọng nhận lại tôi sao? Từ bỏ cái ý nghĩ đó đi ha. Làm ơn đi ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của bà nữa. Thank you.
Nhanh lên, cậu xuống đổi gì ngồi lên đây đi. Tôi đã gọi điện thoại về nhà. Dì Ngô bị đuổi ra ngoài rồi. Quá đáng mà. Mấy người đó sao có thể làm vậy chứ? Thì đó, mất nhân tính quá à. Chắc là do Trân Trân làm. Diệu Nam, Hân Đồng đã nói chuyện thân thế của cô ấy với Trân Trân là sự thật sao? Anh cảm thấy sao? Tôi nghĩ Hân Đồng sẽ không nói dối đâu. Nhưng chuyện này thật quá bất ngờ. À còn nữa, còn chuyện của ba tôi cũng do Trân Trân làm sao? Đúng vậy. Đáng sợ thật. Sao Trân Trân lại có thể làm ra chuyện này chứ? Mẹ tôi nói muốn giao tập đoàn WA lại cho nó. Nhất định tôi phải ngăn chặn chuyện này xảy ra mới được. Tôi cảm thấy bây giờ thảo luận chuyện này căn bản không quan trọng. Chỉ cần tìm được Hân Đồng về, muốn tôi làm gì cũng được. Con gái, cô à, con gái, không phải con đang giỡn với mẹ chứ? Mẹ của tôi chỉ có một người duy nhất là Từ Phượng Minh. Bà đừng tự dối mình dối người nữa. Thì ra suốt 20 năm nay mẹ chưa từng coi con là con gái ruột của mẹ. Hân Đồng, Hân Đồng, từ nay về sau con gái bà là Trí Trân, còn mẹ của tôi vĩnh viễn cũng không phải là Ngô Xuân Anh. Hân Đồng, sao rồi, vẫn chưa gọi được cho Hân Đồng hả? Hân Đồng nó lo lắng cho sức khỏe của cô nhé. Nếu như con bé mà biết cô bệnh tới mức này, nó sẽ lo lắng chết mất. À, hay là chúng ta nói bệnh tình của dì Ngô cho cô ấy biết, như vậy chắc chắn Hân Đồng sẽ xuất hiện. Bây giờ em sẽ gửi tin nhắn cho nó ngay. Hân Đồng, cô bị bệnh rồi, sốt cao không dứt. Tụi chị đang ở nhà của Diệu Nam, nếu em đọc được thì gọi lại cho tụi chị nha. Hai tiếng đồng hồ rồi, hoàn toàn không có hồi âm gì hết. Xem ra Hân Đồng thật sự đã bị tổn thương. Mà cô cũng thật là không phải con ruột thì sao chứ. Đã nuôi hơn 20 năm rồi thì có khác gì con ruột đâu. Trước mặt bao nhiêu người như vậy đi nói những lời khó nghe đó. Tôi mà là Hân Đồng, cả đời tôi cũng sẽ không muốn gặp cô. Không đâu, Hân Đồng nhất định sẽ về. Bà ấy sao rồi?
Anh rất sợ. Anh thật sự rất sợ. Hân Đồng, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Cho dù đi tới đâu, anh cũng sẽ đều đi cùng em. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Tại sao một mình em chạy đi không nói tiếng nào? Em có biết như vậy là không công bằng đối với anh không? Anh rất buồn, em có biết không? Sợ gì chứ? Sợ em tự sát sao? Không có đâu. Bây giờ tới cả người thân nhất của em cũng rời xa em, phản bội em, chỉ còn lại một mình em thôi. Đương nhiên em phải đối xử tốt với mình rồi. Anh yên tâm đi. Em đừng nói vậy mà Hân Đồng. Em đừng nói vậy. Còn anh em có biết không? Còn anh mà. Em có biết em nói như vậy. Ngô Nguyệt, lâu quá không gặp, dạo này cô khỏe không? Em cũng rất khỏe. Em có nghe bác sĩ nói chân của anh cũng ngày càng đỡ hơn rồi. Nghe bác sĩ nói sao? Không phải. Em nghe Hân Đồng nói đó. Hân Đồng nó thường hay nói với em về tình trạng chân của anh. Hiện giờ Hân Đồng đã quay về an toàn rồi. Tôi nghĩ rằng bây giờ chính là lúc phải làm rõ mọi chuyện. Bách Quân, ít nhiều gì cũng phải uống chứ. Không uống thuốc là không được đâu nha. Nè. Được rồi. Lát nữa mình uống tiếp nha. Mẹ, bà còn không biết bị cái gì nữa. Kể từ hôm đó trở đi, cơm không chịu ăn, thuốc không chịu uống, rốt cuộc không biết chuyện gì nữa. Mẹ đừng quá lo mà. Mẹ, con biết tại sao mẹ. Mẹ có báo cáo xét nghiệm đi. Bản xét nghiệm ADN của Ngô Xuân Anh và Kỷ Trí Trân. Con đã gọi điện thoại qua Malaysia để xác nhận bản báo cáo này. Thật sự do bọn họ đưa ra. Kết quả giám định là sự thật. Ngô Xuân Anh đích thực là mẹ ruột của Kỷ Trí Trân. Vậy anh à, anh nói bậy bạ cái gì vậy? À, em biết rồi. Chắc là anh đối với Lưu Hân Đồng chỉ còn tình cảm, vậy nên nói giúp cô ta chứ gì. Cái tờ giấy này thì nói lên được gì chứ? Nó có thể làm giả mà mẹ. Đúng, những điều cô ta nói không sai. Thực tế có thể làm giả. Mẹ, cái đó con nhớ mẹ đã từng nói. Mẹ có một cái y hệt như vậy, chỉ có điều lớn hơn cái này một chút. Cái này là vào lúc Trân Trân được sinh ra ba tặng cho mẹ. Sau đó khi mẹ sinh Trân Trân, cái dòng của con bé không hiểu tại sao lại biến mất. Cái nhỏ này sẽ tặng cho cục cưng của chúng ta. Chúng ta đã bàn kỹ rồi. Nếu như em sinh con gái thì gọi nó là Kỷ Trí Trân. Mẹ, mẹ đừng tin những gì anh ấy nói. Anh ấy và Lưu Hân Đồng đã thông đồng với nhau, họ muốn lừa tài sản nhà chúng ta mà. Kỷ Trí Trân, chuyện tới nước này cô vẫn còn muốn lừa người khác sao? Được, đây chính là điện thoại của ba. Vào ngày xảy ra chuyện đã không thể nào tìm thấy được. Lúc nãy tôi đã tìm thấy trong túi sách ở trong phòng của cô. Cô giải thích sao đây? Trân Trân à, những điều anh con vừa nói có thật không?
Lúc nãy ông ta muốn gọi cảnh sát đó. Cô coi ông ta là ba của mình, nhưng mà ông ta không hề coi cô là con gái ruột của ông ta. Đi. Hôm đó ba con xảy ra chuyện, chính con đã... Không phải, không phải. Mẹ đừng tin những lời anh ấy nói. Không phải con, không phải vậy đâu mà mẹ. Trí Trân, một chút hối hận của con không có sao? Không phải. Được. Không phải mà. Ba. Ba. Con là Trấn Vũ. Con có vài câu hỏi. Nếu như là đúng, ba hãy uống một ngụm thuốc. Nếu như con nói sai thì ba đừng uống được không ba? Mẹ hãy giúp con đi. Ba. Ba biết Hân Đồng là con gái của ba, đúng không? Ba, hôm đó sở dĩ ba bị tai biến, bởi vì ba biết Trân Trân là một số chuyện có hại cho WE và hại cho Kỷ gia, đúng không? Ba, hôm ba bị cao huyết áp, Trân Trân đang ở bên cạnh ba, nó cũng không gọi cấp cứu có đúng không? Đủ rồi. Các người không còn nói gì nữa hết. Là tôi, tất cả đều do tôi làm hết đó. Tôi chẳng qua chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về tôi mà thôi. Tôi sai chỗ nào chứ? Là ông ta dâng ơn phụ nghĩa, không coi tôi là con gái của ông ta. Tôi chẳng qua chỉ muốn lấy một chút vốn của công ty thôi. Ông ta lại báo cảnh sát bắt tôi. Ông ta có tình cảnh như ngày hôm nay đều đáng kiếp. Câm miệng lại. Sao con có thể nói như vậy chứ? Sao con có thể đối xử với ba con như vậy? Con có là người hay không hả? Mẹ đánh con từ nhỏ tới lớn, mẹ chưa từng mắng con câu nào. Mẹ biết con không phải là con gái ruột của mẹ, mẹ liền tùy tiện đánh con có đúng không? Được, các người đều đối xử với tôi như vậy, đừng trách tôi trở mặt không nhận các người. Em muốn làm gì đây hả Trân Trân? Rốt cuộc em muốn làm cái gì đây hả? Tôi muốn làm gì sao? Đương nhiên là tôi muốn thực hiện quyền lợi của chủ tịch WE rồi. Bắt đầu từ hôm nay, các người và cả WE không có mảy may quan hệ gì hết. Cả cái nhà này các người cũng không được ở lâu nữa đâu. Kỳ Trí Trân, anh cho em biết, cổ phần của ba mẹ em nhất định phải trả lại. Được. Được thôi. Anh nghe cho rõ đi. Thư chuyển nhượng cổ phần là bà ta tự tay ký. Tôi không hề ép bà ta. Muốn trách thì trách bản thân của bà ta không mở to mắt. Mẹ đừng lo lắng, Trân Trân nó sẽ không làm được gì đâu. Nó sẽ không làm ra chuyện gì đâu. Mẹ đừng lo lắng nữa. Con ra ngoài trước đi. Mẹ muốn một mình yên tĩnh. Ra ngoài đi con. Bách Quân, Hân Đồng thật sự là con của chúng ta sao? Nhưng
Nhưng em đã đối xử với nó như vậy, còn đuổi nó đi nữa. Hai người yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không gặp Lợi Diệu Nam nữa đâu. Thỉnh cầu duy nhất của cháu tốt quá, chính là hãy chăm sóc thật tốt cho mẹ cháu. Về phần của cháu, cháu sẽ lập tức chuyển ra ngoài sống. Giết người cái gì chứ, chẳng qua là không cẩn thận đụng trúng thôi. Nó tự té xuống hồ bơi mà, bình thường tỏ ra không sợ trời không sợ đất, ai ngờ được là nó không biết bơi. Dì Bảo, dạ, mau kéo con gái của ta ra ngoài rồi đuổi hai người đó đi. Đi ngồi dậy nhanh lên, ngồi dậy nhanh lên. Đi đi nhanh lên. Bà làm gì vậy? Bà tránh ra. Kỹ phu nhân, bà nên để cho Hân Đồng đi đi. Hân Đồng đi rồi thì không còn ai tranh giành với Kỷ tiểu thư nữa. Vậy mau, vậy mau, hai người đang làm cái gì vậy? Mau đứng dậy. Lưu Hân Đồng, cô đang làm cái gì đó? Hân Đồng, Hân Đồng, Hân Đồng, cô đứng lại đó. Con gái ngoan của cô hay quá ha, không biết xấu hổ. Mẹ nói cho con biết, cứ để cho nó đi đi. Mẹ vốn đã không thích mối hôn sự này rồi. Mẹ, nó đi rồi thì càng tốt chứ sao. Nhưng nói với bà là... Nói với tôi làm sao? Là cái gì của tôi hả? Ôm thần mắc dịch à? Đều tại cô đó. Cô là yêu tinh hại người, chấn vũ bởi vì cứu cô nên mới biến ra như vậy. Cô cút đi, cút ra, cút đi cho Phượng tôi. Cút đi Phượng Minh. Nhà họ Kỷ đã mắc nợ gì của cô? Bây giờ cô khiến con trai của tôi phải ngồi xe lăn, chồng tôi thì phải nằm trên giường bệnh như vậy. Tại sao vậy hả? Cô có thù hằn gì với tôi? Cô cố ý hại gia đình chúng tôi có đúng không? Loại người như cô, tôi nhìn cô thêm một giây thì bẩn mắt thêm một giây. Mau biến ra khỏi nhà tôi đi. Mẹ, chuyện này Hân Đồng không phải là người nói dối. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Hiểu lầm? Tới mẹ ruột của nó còn không binh vực cho nó thì còn hiểu lầm cái gì nữa. Chị ốm nhiều rồi, chị nhớ phải bảo trọng đó. Con bé hôm nay sao vậy? Ánh mắt lúc nãy của nó làm tôi thấy khó chịu quá. Sao tôi có thể làm như vậy được? Sao tôi lại có thể đối xử với con tôi như vậy? Bách Quân à, em xin lỗi. Sao em lại có thể đối xử như vậy với con gái của mình? Em đáng chết, em đáng chết, em đáng chết lắm mà. Bách Quân, em xin lỗi. Bách Quân à, em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Hân Đồng, bà tỉnh rồi thì tốt, tôi đi đây. Hân Đồng, con đừng đi. Đều là lỗi của dì. Dì đã làm ra quá nhiều chuyện có lỗi với con như vậy. Xin lỗi con. Đừng xin lỗi tôi. Tôi cũng không phải con gái của bà. Bà nuôi dưỡng tôi hơn 20 năm, tôi nên cảm ơn bà mới đúng. Sao lại xin lỗi tôi chứ? Dì biết mà, dì không có tư cách gì xin con tha thứ, thậm chí còn không xứng được nói chuyện với con nữa. Con yên tâm, dì sẽ đem sự thật nói hết cho chủ tịch, Kỷ phu nhân. Con có thể trở về căn nhà đó, trở về bên cạnh ba mẹ ruột của con. Không cần nữa, tôi sẽ không trở về nhận lại họ đâu. Dù sao thì bí mật này đã bị chôn vùi hơn 20 năm rồi, cứ tiếp tục để nó bị chôn vùi sâu dưới đất đi.
tôi sẽ cùng Diệu Nam rời xa nơi này. Sau khi tôi đi, bà hãy tự chăm sóc tốt cho mình. Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Cậu nói cái gì chứ? Khách hàng lớn nhất của chúng ta bị cướp đi rồi sao? Đang giỡn với tôi đó hả? WE là công ty lớn như vậy, sao lại có thể bị một công ty nhỏ xíu cướp mất khách hàng được chứ? Hôm qua Lợi Tổng đã cầm bản hợp đồng với Thăng Nhiên. Trên đó có chữ ký của cô, nói là cô đồng ý rồi, nên chúng tôi mới giao khách hàng đó cho anh ta. Lợi Thừa Tuấn, coi như anh giỏi. Còn gì nữa không? Còn có, tôi vừa tính sơ qua, gần đây số tiền mà WE thua lỗ lên tới 200 triệu. Tất cả đều chuyển vào tài khoản của Thăng Nhiên. 200 triệu? Sao có thể vậy được chứ? Đặc biệt là ngày hôm qua lên tới 100 triệu. Vì có chữ ký của cô nên chúng tôi mới không dám hỏi. Sao có thể như vậy được? Bây giờ thì sao? Tình hình WE hiện giờ sao rồi hả? Bây giờ là tiền vốn và các mối làm ăn của WE đều bị Thăng Nhiên lấy đi rất nhiều. Chỉ còn lại cái vỏ rỗng mà thôi. Vỏ rỗng sao? Nói lại lần nữa tôi nghe. Cậu nói lại lần nữa coi. Hội đồng cổ đông đang bàn bạc chuẩn bị tuyên bố phá sản. Có thể sẽ khởi tố cô với tội danh lừa đảo kinh tế. Khởi tố tôi hả? Dựa vào cái gì mà khởi tố tôi? Dựa vào cái gì mà khởi tố tôi? Trên hợp đồng có chữ ký của cô. Sao có thể như vậy được? Sao có thể như vậy được? Tôi không tin. Tôi không tin. Sao có thể như vậy được? Lợi Thừa Tuấn, cái đồ lừa đảo kia, trả công ty của ba tôi lại đây cho tôi. Đó là tâm huyết cả đời của ba tôi, không thể nào bị quỷ quậy dưới tay kẻ xấu như anh được. Trả lại đây cho tôi. Coi kìa, tôi còn tưởng là mụ điên nào nữa chứ. Quá ra là thiên kim tiểu thư của đại phú hào Kỷ Bách Quân, Kỷ Trí Trân mà. Cô tưởng mình vẫn là đại tiểu thư của thời hô mưa gọi gió hay sao? Tôi cho cô biết, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào ngu ngốc như là cô đó. Cô thông minh lên chút đi, muốn thể hiện mình sao? Thảo nào bây giờ ba mẹ của cô và cả Lợi Diệu Nam, người cô yêu 12 năm nay, đều ghét bỏ cô như vậy. Im miệng lại cho tôi. Trả công ty cho tôi. Trả lại công ty của ba tôi cho tôi, nghe chưa? Cô hại Kỷ Bách Quân ra nông nổi này rồi mà vẫn còn mặt mũi gọi ổng là ba sao? Vừa rồi cô nói cái gì chứ? Anh trả tâm huyết cả đời của ba tôi, mau trả lại cho tôi. Cô thấy cô đưa hết tâm huyết cả đời của cha mình cho tôi, ổng vẫn còn để ý tới cô hay sao? Bây giờ họ chỉ mong cô chết ngay tức khắc. Không phải vậy. Không phải vậy mà. Tôi không hại ba của tôi. Tất cả là do anh làm hết. Đúng, chính là như vậy đó. Tôi cho cô biết, tất cả lỗi lầm của cô từ 20 năm trước khi cô bước vào Kỷ gia, tất cả đều là lỗi của cô. Cô đã hại tất cả bọn họ, cô có biết không? Vậy nên ba cô, mẹ cô, Lợi Diệu Nam, bây giờ tất cả đều không muốn thấy mặt cô. Chỉ mong cô cút đi thật xa, mãi mãi sẽ biến mất trên cái thế gian này. Nếu tôi mà là cô, tôi sẽ đi chết ngay đó. Không phải vậy đâu. Sự thật không phải như vậy đâu mà. Không phải. Sao vậy được chứ? Không phải.
Xuân Anh à, tôi đã biết hết rồi. Tôi muốn gặp Hân Đồng. Tôi xin lỗi. À, không không, chúng tôi phải xin lỗi mới đúng. Xin lỗi cô. Cho chúng tôi gặp Hân Đồng có được không? Đương nhiên, đương nhiên. Hân Đồng, Hân Đồng, Diệu Nam, hai đứa nó đều không có ở nhà, chắc là tụi nó ra ngoài rồi, lát nữa chắc sẽ quay về. Vậy chúng tôi ở đây chờ được không? À, mời mời mời. À. Nếu như em đã quyết định rồi, anh thấy đây cũng là một chuyện tốt. Gần đây xảy ra quá nhiều việc rồi, Hân Đồng, em đã phải chịu khổ rất nhiều. Suy cho cùng chuyện này đều là do Trí Trân. Nó cứ muốn tiếp quản công ty, nó có năng lực gì để có thể quản lý công ty được chứ? Anh thật sự rất sợ nó bị người khác lợi dụng. Để tôi gọi điện cho các phó tổng, lỡ có xảy ra chuyện gì, chúng ta còn có cách đối phó. Alo, Khai Văn. À, tôi muốn hỏi một chút, mấy hôm nay tình trạng Trí Trân ở công ty ra sao? Hả? Được được, tôi biết rồi. Quả nhiên Trí Trân bị người khác mê hoặc rồi. Hơn nữa là chuyện này có liên quan tới Lợi Thừa Tuấn. Cô ấy bị đuổi khỏi WE rồi. Hân Đồng, giờ anh tới công ty tìm hiểu sự tình một chút. Em ở đây chăm sóc Chấn Vũ, rồi đợi anh trở về, anh được. Sẽ gọi điện cho em. Được. Vậy nha. Ôi trời ơi, ông hãy để mọi thứ trở lại như lúc đầu đi. Trí Trân của con cũng nên trả lại cho con rồi đúng chứ? Ê, cái cô này muốn chết hả? Nói cô đó, có phải cô bị thần kinh không? Bị điên hay sao vậy? Nè, tôi đang nói cô đó. Có phải là cô bị bệnh không? Hả? Cô bị điên rồi chứ gì? Tôi còn có việc nữa, mau tránh ra đi. Trân Trân à. Nè, làm ơn tránh ra chỗ khác đi. Cô bị điên rồi đúng không? Muốn chết thì tránh chỗ khác. Cứu con với mẹ. Cứu con với. Trân Trân à, con đang ở đâu vậy? Con phải làm sao đây? Con phải làm gì đây? Cô gái, cô gái, cô không sao chứ? Trời ơi, làm sao vậy? Con gái đẹp như vậy mà lại... Dì Ngô, không thấy Trân Trân đâu hết, giờ phải làm sao? Dì đừng lo lắng, Trí Trân mới đi ra từ công ty, chắc là chỉ gần đây thôi. Chúng ta chụp hình cô ấy đi hỏi coi sao, chắc sẽ có người nhìn thấy. Đúng đúng, hình của nó. Mau đi. Xin chào, xin hỏi một chút, anh có thấy người này không? Dạ, không thấy anh ơi. Có ai thấy không? Anh có thấy người này không? Thấy. Không biết, không thấy à? Cảm ơn. Xin lỗi, làm phiền một chút.
Xin hỏi anh có thấy người trong bức ảnh này không? Chiều cao cũng trung bình cỡ này thôi. Xin lỗi anh, tôi không biết. Cảm ơn. À, cô ơi, cô có thấy người trong ảnh này không? Cô ấy cao khoảng chừng này nè. À, có. Tôi thấy cô ấy bên kia, suýt chút nữa bị xe đụng luôn. Hả? Cô ấy anh có sao chứ? Phải, não cô ấy có vấn đề gì không vậy hả? Không. Não có vấn đề. Đâu rồi hả? Cô ấy đi về phía sông đó. Mọi người mau qua đó tìm đi. Ờ, dạ, cảm ơn cô. Anh đừng để xảy ra chuyện nha. Mau lên. Lên.
tiếp tục sống. Con là thế giới của mẹ Trân Trân à. Trí Trân, anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh gặp em. Trong mắt anh, em là cô bé lương thiện nhất, đơn thuần nhất, xinh đẹp nhất mà anh từng biết. Anh biết là vì sao biến cố đó, tính cách của em mới bắt đầu thay đổi, dần dần biến thành người không tin tưởng chính mình, càng không tin tưởng người khác. Nhưng em yên tâm đi, tất cả mọi người đều luôn ở bên cạnh em. Trước giờ mọi người chưa từng rời xa em. Mọi người nhất định sẽ giúp em, giúp em tìm lại nguyên bản những gì thuộc về em. Đưa tay cho anh, có được không? Con trai. Con à, dạo gần đây con bận làm cái gì vậy? Sao mẹ lại nghe thấy vài tin tức không tốt hả? Có sao? Con đó, con đừng có phạm pháp, có biết hay không hả? Mẹ, đừng nói nhiều nữa. Nói mẹ nghe một tin tốt. Bây giờ tập đoàn WE 80% tài sản đã chuyển tới dưới tay của con rồi. Mẹ đó, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi làm phu nhân giàu có của xã hội thượng lưu thôi. Vậy cũng có thể nói bây giờ WE đã là của Lợi Thừa Tuấn rồi. Nhưng đó là tâm quyết của chú Kỷ mà. Em đừng sốt ruột, anh đã có cách rồi. Anh sẽ không để Lợi Thừa Tuấn sai càng thêm sai. Sao anh lại tìm tôi? Có chuyện gì hả? Cô có biết chuyện Lợi Thừa Tuấn cướp công ty không? Hình như vậy, gần đây tôi cũng mới nghe nói. Thỉnh thoảng những lúc ở nhà cũng nghe thấy anh ấy gọi điện thoại. Hình như là đang âm mưu làm chuyện gì đó. Hãy tác động vào thiết bị điều khiển ở công xưởng. Nhớ chuyện này anh phải giúp tôi nhìn cho kỹ. Quan hệ cần sử dụng thì cứ sử dụng, tiền cần chi thì cứ chi, nhất định phải xử lý tốt cho tôi đó, có biết chưa hả? Thiết bị điều khiển ở công xưởng. Vậy có thể nói trừ Kỷ Trí Trân ra, ở WE còn có người của nó. Chỉ cần có người của nó nhất định sẽ để lại chứng cứ. Anh ấy thật sự đã làm chuyện rất quá đáng với anh sao? Đúng vậy. Tôi muốn cô giúp tôi. Tôi không muốn nó sai chồng thêm sai nữa. Nếu như tôi đồng ý giúp cho anh, vậy ngoại trừ chuyện Kỷ gia có thể lấy lại được WE, anh nói cho tôi biết anh ấy có phải ngồi tù hay không? Có. Nhất định ngồi tù. Vậy anh có thể hứa với tôi đừng quá tuyệt tình với anh ấy, có được không? Cô vẫn rất yêu nó đúng không? Vậy cô càng không nên dùng tình yêu và sự bao dung biến nó thành vũ khí làm cô bị thương. Bởi vì từ trước tới nay nó đều làm như vậy. Tôi...
Gần đây sao cô có vẻ... À, không có. Tôi chỉ mập lên chút thôi à. À, cô Bùi à, hả? Nếu như mà cô muốn đổi ý, bây giờ vẫn còn kịp. Không sao đâu. Ê, Ý Nị, sao em lại về nhà rồi? Nào. Thế nào, nhớ anh rồi hả? Em muốn xin lỗi anh. Chuyện xét nghiệm ADN lần trước, đáng lẽ em không nên giao nó cho Lợi Diệu Nam. Em xin lỗi nha. Chuyện đó hả? Sao anh có thể trách em được? Hả? Em vẫn luôn là người phụ nữ anh thích nhất mà. Vậy tối nay hai chúng ta cùng đi ăn cơm tối nha. Có được không? Ăn cơm. Đi thôi. Coi kìa, sao vậy? Tới nhà tôi tham quan hả? Thu hoạch được gì không? Tôi thấy anh được đó. Thông đồng với người phụ nữ của tôi để đấu lại tôi. Đáng tiếc trình độ của anh còn kém lắm, cô biết hay không? Thưa tôi, anh đừng sai càng thêm sai nữa. Câm miệng! Bùi Ý Nị, đứng đó! Để anh hùng của mỹ nhân hả? Thưa Tuấn, hả? Tôi không có. Mau, đưa máy tính cho tôi. Lợi Thừa Tuấn, cậu đủ rồi đó. Được rồi, tôi đưa. Buông tay. Cậu buông tay ra đi. Buông tay ra được rồi đó. Ý Nị à, rốt cuộc cô được những thứ gì mà cùng với hắn ta gian díu với nhau? Cô dám giúp hắn cùng nhau lừa dối tôi, vậy thì tôi sẽ cho các người cùng nhau chết chung luôn. Quỷ Nị, Lợi Thừa Tuấn, cậu sẽ gặp báo ứng đó. Con ơi, con của tôi, con của tôi, mang đưa tôi tới bệnh viện đi. Con ơi, mang đưa tôi tới bệnh viện đi, nhanh lên. Các người ai là người nhà, đi làm thủ tục với tôi. Để tôi đi chăm sóc em gái anh đi. Ý Nị. Con ơi,
Con em không sao chứ? Hả? Không thể nào. Không thể nào. Em bình tĩnh em lại đã. Em bác sĩ. Ý Nhi à. Bác sĩ. Em bình tĩnh bác lại sĩ. Đã. Ý Nhi. Anh à, anh đã hứa với em sẽ cùng nhau nuôi lớn đứa nhỏ này mà. Nó sẽ không bỏ lại người mẹ này một mình đâu. Đúng không anh? Anh gạt em. Bác sĩ, làm ơn hãy trả con lại cho tôi đi. Em bình tĩnh lại đã. Ý Nhi, Ý Nhi, em nói cho anh biết, đứa trẻ này là con ai? Đứa trẻ này là con ai? Mày là đồ súc sinh. Đồ súc sinh. Cái đồ giết người. Anh à, anh à. Biết tại sao tao đánh mày không? Thứ nhất, bởi vì em cái tao cam chịu quá đủ rồi. Thứ hai, vì đứa trẻ chưa được sinh ra. Thứ ba, bởi vì mày là thằng súc sinh. Đừng đánh nữa. Buông ra. Muốn đánh anh ấy thì đánh em trước đi. Anh đánh em đi. Anh à, anh ra ngoài đi. Anh ra ngoài đi mà. Lời Thừa Tuấn, tao mà gặp mày lúc nào, tao đánh lúc đó. Thừa Tuấn. Ý Nhi, anh đi đi.
sát và đã giải thích tất cả. Tôi biết rồi. Em tự vào được rồi. Phiền anh giúp em chăm sóc cho mẹ em và Ý Nị. Em xin lỗi anh. Hiện tại không có bất kỳ cách gì để cứu WE sao? Lưu Tiểu Thư, thật ngại quá. Gần đây sức khỏe của tôi không được tốt, muốn về nhà dưỡng bệnh. Đây là thư từ chức của tôi. Đây là thư từ chức của tôi. Thiệt ngại quá Lưu Tiểu Thư. Vậy chúng tôi đi trước nha. Mọi người đợi chút đã. Án kinh tế của Lợi Thừa Tuấn đã có kết luận rồi. Công ty Mậu Dịch Thăng Nhiên sẽ đem tất cả vốn họ chiếm dụng bất hợp pháp và cả khách hàng trả lại cho WE chúng ta. Là thật sao? Vậy là WE không sao rồi. Đúng vậy. Vậy tốt quá rồi. Thật ra sức khỏe của tôi không tới nỗi nào, vậy tôi không từ chức nữa. Tôi cũng vậy. Đúng rồi, tôi cũng vậy. Xin lỗi. Món này không tồi đó. Rất đặc biệt. Cho cậu 50 like nha. Nè Thím Ngô, chị đừng có chấm điểm nữa. Chị đồng ý với em một chuyện đi. Chuyện gì vậy? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Chúng ta sẽ đi nước ngoài học. Vé máy bay cũng đã mua xong rồi. Về mặt trường học em cũng đã lo xong. Tới lúc đó chị học dự bị đại học một năm, sau đó lại học chuyên ngành. Chị thấy được không hả? Nè Thím Ngô à, em đang nói chuyện với chị đó. Tuổi của chị cũng không nhỏ nữa. Chị mà không đi học thì sau này chị muốn đi học cũng học không nổi đâu. Âu Dương, tôi hỏi cậu, mỗi ngày sau khi thức dậy, việc đầu tiên cậu làm là gì hả? Chắc sẽ là mở điện thoại ra, coi các bài đăng của bạn bè trên mạng xã hội. Hay là coi trang cá nhân của chị đó. Coi thử coi chị đã đăng cái gì, rồi chị đã làm những gì và nghĩ những gì trong đầu. Tôi cũng giống cậu vậy. Việc đầu tiên sau khi ngủ dậy cũng là lướt mạng xã hội xem bạn bè. Nhưng mà người mà tôi muốn coi không phải cậu. Tôi cũng không theo dõi mạng xã hội của cậu.
Em biết chứ, em không để tâm. Em có lòng tin, chỉ cần em có trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội của chị, sẽ có một ngày chắc chắn chị sẽ xem những bài viết của em và theo dõi em trên mạng xã hội. Cậu có biết không, Bạch Mã Hoàng tử mà trước giờ tôi từng mơ tưởng chính là người như cậu đó. Có tiền, rảnh rỗi, lại còn lịch lãm. Mỗi ngày anh ấy đều dẫn tôi đi chơi, đi tới các nhà hàng quán bar rất sang trọng. Thỉnh thoảng đưa cho tôi 2 tấm vé máy bay, dẫn tôi đi tới quảng trường ở London thả bồ câu, hoặc là đi tới bãi biển ở tận Mandy để phơi nắng. Chỉ cần là chị muốn thôi, thì tất cả những điều đó sẽ trở thành sự thật. Nhưng cảm xúc của tôi cũng là thật đó. Âu Dương, tôi không muốn lừa cậu. Tôi cũng không muốn lừa chính mình. Tôi đã từng cho rằng nếu như tôi tìm thấy người tốt hơn thì chắc chắn có thể quên đi người đó. Nhưng tôi dần phát hiện ra tôi không làm được. Không cần biết người đó có yêu tôi hay không, không cần biết người đó có bị tàn tật hay không, thậm chí không cần biết người đó thật ra có tiền hay không. Những thứ này đều không quan trọng nữa. Trong lòng tôi, anh ấy mới là cái hố mà tôi không thể vượt qua, là người mà tôi không thể từ bỏ. Âu Dương à, tôi không thể xuất ngoại cùng cậu. Như vậy là quá bất công với cậu. Cậu xứng đáng gặp được một người tốt hơn tôi. Quan trọng nhất là cô ấy yêu cậu thật lòng thật dạ. Cậu thật sự là một người con trai rất tốt. Để em xuống coi món gà ngỗng nướng xong chưa. Diệu Nam à, cảm ơn anh. Không có gì. Trí Trân, đây là lần đầu tiên em về quê. Đi đường cẩn thận nha. Em biết rồi. Còn bên Bắc Từ, em đã báo chưa? Báo rồi. Bà ấy cứ đòi tới, nhưng mà em không cho. Em sợ bà ấy tới đây rồi em lại không nỡ rời xa. Thật ra em có thể lựa chọn ở lại mà. Em muốn về quê. Em muốn coi nơi em sinh ra rốt cuộc là nó như thế nào. Phiêu bạc 20 năm cũng nên quay về thăm quê chứ. Cho dù có thế nào, tụi anh cũng hoan nghênh em quay trở lại. Diệu Nam à, em có thể ôm anh một chút không? Diệu Nam, thực sự rất cảm ơn anh. Cảm ơn anh luôn nói với em những lời thật lòng. Mặc dù anh chưa từng yêu em, nhưng mà em vẫn rất biết ơn anh vì đã cùng em lớn lên. Vì có anh, em mới được nếm mùi vị của tình yêu. Diệu Nam à, yêu.
anh. Dì Ngô, thật ra cháu có thể kêu Hân Đồng tới gặp dì. Không cần đâu, có lẽ nó không muốn gặp tôi nữa. Đây vốn là lễ vật của người mẹ tặng con gái mình trong ngày kết hôn. Tôi tính là mua cho Trí Trân. Bây giờ thì xem ra người kết hôn trước sẽ là cậu và Hân Đồng. Cậu giúp tôi giao cho nó nha. Tôi đi rồi, cậu giúp tôi chăm sóc cho nó thiệt tốt. Dì yên tâm. Mẹ, mẹ ơi. Đi rồi con sẽ rất nhớ mẹ, con sẽ vô cùng nhớ mẹ. Con tha thứ cho mẹ rồi sao? Con vốn dĩ chưa trách mẹ bao giờ, mẹ là mẹ của con. Con không dám nghĩ tới nếu hơn 20 năm trước không có mẹ, con sẽ ở đâu nữa. Mẹ, mẹ nhất định phải tự chú ý chăm sóc bản thân. Mẹ thường bị đau chân với đau lưng, nhớ đừng để bị lạnh nha. Chỉ cần có thời gian rảnh, con sẽ tới thăm mẹ. Mẹ nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải giữ gìn sức khỏe. Được. Mẹ đi đi. Sao rồi, tốt hơn chút nào chưa? Đã hơn nhiều rồi, bây giờ tôi cảm thấy ấn như vậy có thể cảm giác. Tiểu Trương, cô đưa anh Kỷ đi chụp phim đi. Dạ. Làm phiền rồi. Bác sĩ Lý. Cô Ngô, cô lại tới rồi. Đúng vậy, hôm nay khám cho anh Chấn Vũ thế nào rồi? Đã bắt đầu có cảm giác rồi. Tốt quá rồi, vất vả cho cô rồi. Không có gì. Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Anh Kỷ à? Vậy hai người nói chuyện nha, tôi ra ngoài một lát. Anh Chấn Vũ. Bác sĩ Lý nói với tôi, gần đây cô thường hay tới bệnh viện hỏi về tình hình của tôi. Đúng vậy, em đã hứa với anh rồi, sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của anh. Em xin lỗi, sau này em sẽ không tới nữa. Cô không nên tới đây.
Vậy em đi trước đi. Em không nên tới hỏi bác sĩ. Em có thể hỏi thẳng anh mà. Bách Quân à, vấn đề của công ty đều được giải quyết, sau này anh có thể yên tâm. Mẹ muốn bàn với con vài việc. WE là tâm huyết của ba con, bây giờ đã giữ được công ty rồi nên mẹ nghĩ sau này sẽ giao quyền quản lý cho con. Con đồng ý không? Nhưng mà học lực và kinh nghiệm con đều không có đủ. Nhưng con có thể tiến cử một người. Ai vậy con? Là chú Lợi. Cũng được. Ông ấy quả thực có kinh nghiệm dày dặn. Nhưng mà ông ấy và nhà chúng ta từ trước tới nay đều không hòa hợp. Sẽ không như vậy nữa đâu. Chú ấy bây giờ đã tốt hơn rồi. Phu nhân hãy tin con, chú ấy nhất định sẽ quản lý WE thật tốt. Chúng ta chỉ cần cho chú ấy làm thành viên hội đồng quản trị, chú ấy chỉ có quyền quản lý thôi. Không những vậy, con tin rằng ba nhất định sẽ khỏe lại. Được rồi, mẹ sẽ nghe con. Nhưng nếu như vậy, mẹ biết phải cho con cái gì đây? Công ty con không cần, hay cổ phần nha, hay là nhà, xe ha? Thật sự từ trước tới giờ mẹ chưa cho con được gì hết. Người cho con gia đình là được rồi. Phải rồi, mẹ có thứ này cho con. Con coi, có thích không? Trí Trân. Hân Đông, thư của Trí Trân gửi nè. Cô ấy nói mẹ cô ấy đã mở một quán ăn ở quê, bây giờ sức khỏe rất tốt, việc làm ăn cũng ổn định. Hơn nữa trong thư cô ấy còn nhắc tới, hiện cô ấy đang có bạn trai mới, là một bác sĩ đó.
gì vậy? Đã hẹn hò với một bạn trai mới rồi, lại còn là bác sĩ nữa. Thì sao? Bác sĩ có gì ghê gớm? Lợi Diệu Nam, sự quyến rũ của anh chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Anh có nhìn thấy không? Chỉ có nhiêu đây thôi, còn nhỏ hơn hột gạo nữa đó. Có sức quyến rũ thì ít gì chứ, anh tán đổ được em là được rồi. Thật sự là nên gọi người nhà của em và cả người nhà của anh tới đây hết mới được. Để mọi người nói thử coi, là em tán đổ anh hay là anh tán đổ em. Đừng nói nhiều nữa, đương nhiên là anh tán đổ em. Em tán được anh đó. Là anh tán đổ em. Được anh đó. Là anh tán đổ được anh em. Quên rồi hả, là em tán đổ được anh mà. Được rồi, được rồi, được rồi. Em tức giận cái gì vậy hả? Mặc kệ là ai tán đổ được ai, chỉ cần là em chịu kết hôn với anh thì như thế nào cũng được. Đồng chí Lưu Hân Đồng, anh đã cầu hôn em hết mấy tháng rồi đó. Em có thể cho anh một chút. Hả? Là cái gì? Ví dụ như làm gì vậy? Em làm gì vậy? Anh có phải lưu manh không vậy? Em đang hỏi anh đó, anh có phải là tên lưu manh không hả? Lưu Hân Đồng, em bị bệnh sao tự nhiên lại đánh anh? Em hỏi anh có phải là lưu manh không? Vậy có phải em bị bệnh không? Anh mới bị bệnh đó, đồ lưu manh. Em bị bệnh đó. Mà đi chơi thôi. Đi đi đi.